Ok, phần này là tạo mô đồ. Để sinh ra cái mô đồ thì chúng ta sẽ có là Laravel create model command. Được chưa? Search với cái thằng này thành phần này nhá. Đấy. Thì khi đấy chúng ta sẽ có câu lệnh để chúng ta tạo ra mô đồ. Đây. PP artisan make model. Đấy. Và khi mà chúng ta tạo make model này, tôi có cái model có tên là category. Khi tạo cái model category thì nó sinh ra ở đâu? Khi mà chúng ta tạo ra model category thì nó sẽ nằm trong thư mục model app model. Đây, xóa đi làm lại. Nào, sinh ra model category. Enter. Sinh ra model product. Đấy. Sau khi sinh được ra cái model này rồi, thì chúng ta sẽ vào đây xem cấu trúc của nó. Đâu rồi? Category. Đây là cái model category này. Cấu trúc này. Đấy, đây là model product này. Nhìn không? Không khác gì so với cả bên kia. Vậy thì khi sinh ra model này rồi, chúng ta cần cái gì nữa? Chúng ta sẽ phải cần thêm đây, thông tin category luôn. Rồi, TBL category, copy nguyên thằng này vào nha. Cái mục đích của chỗ này để làm gì? Đây này. Đấy. Mục đích của nó, thứ nhất là chúng ta khai báo cái mô đồ này chúng ta dùng cái bảng nào. Table này. Family key, guest ID. Cần không? Đâu nhỉ? Refresh. Design table. Ở đây chúng ta sẽ là ID. Thì chỗ này của chúng ta sẽ là ID. Get name có không? Name. Parent ID bỏ. Image bỏ. Status. Đấy. Hơi hẻo nhỉ. Ít quá. À, status chúng ta có. Phải. Đó. Như vậy là xong được cái phần model. Tiếp theo của phần model này thì chúng ta sẽ quay lại với giao diện. Tạm thời xong chỗ này đã. Khai báo một cái model. Bây giờ chúng ta quay lại với giao diện web này. Chúng ta vào đâu nhỉ? Admin. Đâu rồi? Resource. Backend. Ô, à nhầm. View. Đâu rồi? View, backend, category, thêm mới. Chỗ này là cast name, tên danh mục. Trạng thái, chỗ này nó sẽ phải là status và name. Đấy. Chỗ này button là submit. Để tôi vào dưới kia tôi copy cho anh nhanh. Model đây. Chúng ta có resource, có view, có backend, có category, có add new này. Đấy. Thì cái chỗ này của chúng ta là thêm mới là type bằng submit. Ok, chả có vấn đề gì. Bây giờ chúng ta sẽ phải, khi mà chúng ta submit đi đâu? Này nhìn thấy chưa? Nó có là admin category store ra ghe. Cái này để làm gì? Router đến chỗ nào đó. Thì ở trong này của chúng ta đã có một cái thành phần đó là store. Sao đây nó không có vậy ta? Admin category store này. Ok. Để tìm được cái admin category store nó nằm ở đâu thì làm sao để biết được nó nhỉ? Vào đâu?
router, web đây này. Chúng ta có category cho có backend đây. Category load data. Không có storage, store data. Bây giờ làm nào bây giờ? Đợi tí để tìm xem nó ở đâu. Kiểu gì chẳng hỏi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần Laravel form này. Laravel post form. Đấy. Tất cả nó có keyword hết nhá. Thì khi mà chúng ta có Laravel post form ta vào đây. Đấy. Post này. Đưa cái dữ liệu từ phía người dùng nhập vào. Đấy, từ phía người dùng nhập vào. Đấy. Thì trong cái phần này của chúng ta phải cho thêm vào đây là một cái token các. Thằng này sao không có? Rồi, tạm thế này đi. Đấy. Ok. Khi mà chúng ta post form lên thì chúng ta kiểm tra này. Laravel check post form. Dùng mà cái này đi cho nhanh. Không có thằng nào trả lời à? Trong phần add cho vào đây store, sau đó trong phần router xong chưa, tiếp theo là chúng ta sẽ tạo ra một cái phương thức để lưu category controller. Chưa copy à, kích chuột copy đấy. Category create request on category index, chỗ này nó phải là admin. Trong cái phần này của các bạn để ý, khi mà chúng ta có cái giao diện đây đâu rồi. Giao diện này nó thêm mới chỗ nào nhỉ? Index này. Form thêm mới. Index. Đây. Đấy, form thêm mới. Thì chúng ta có các cái thành phần giống như là file thông thường. Được chưa? Và chúng ta cho thêm một cái ở đây nữa. Đó là token. Mục đích của thằng này để làm gì thì chúng ta sẽ vào với lại admin ở đây. Enter. Ctrl U. Các bạn vào form. Đâu nhỉ? Dashboard. Form của chúng ta đây đây. Đấy. Sao chúng ta không có cái save vào đây? Cái này chúng ta chưa refresh. Rồi. Ctrl U. Đây. Save category. Nhìn thấy không? Chỗ này đang có vấn đề nhá. Ok được rồi, kệ mẹ ạ. Đấy. Để chúng ta đưa dữ liệu lên đây. Nhưng bây giờ chúng ta cho thêm một thành phần nữa. Các bạn nhìn này. Chúng ta có form như này không thì không đủ đâu. Tí nữa cho thêm để các bạn nhìn cho nó dễ. Rồi. Sau đấy thì chúng ta có cái router cho vào đây. Ok, bây giờ chúng ta bắt sự kiện là gì? Khi mà người dùng đưa dữ liệu lên này. Khi người dùng đưa dữ liệu lên. Chúng ta có cái phần đấy ở đây.
chúng ta có request. Chúng ta có này. Category controller, tôi đài ở đây đi. À, echo đó chấm phẩy chạy thử xem được không nhá. Chúng ta có form, bây giờ chúng ta nhập dữ liệu ở đây là chúng ta đưa lên trên server đúng không? Chúng ta có này. Category controller da not exist. Why? Đây rồi. Back lại này. Enter. Bây giờ chúng ta có submit target class category controller da not exist. Chúng ta vào đây. Comment thằng này vào đã. Xem nó còn lỗi không. Được chưa? Category controller đây. Rồi. Back lại này. Enter. Đấy. Hả? Chỗ nào? Đây gì? Back end shape category đây này, nó là cái này này. Nó có rồi. Chúng ta sẽ cho vào đây một cái CSRF. Mày ăn đấy. Chết rồi, tụt huyết áp rồi. Đấy, CSRF. Vậy thì thằng CSRF này là cái gì? Back lại. Control F5. Control U. Đây là cái CSRF. Có thằng này phát là nó sinh ra thằng token này. Mục đích của nó là để xác thực xem là mình đưa lên ở trong cái form này có phải của hệ thống của mình không. Rồi, chạy thử này. Sao lại thế này nhỉ? Xếp category. Không. Router. Đây. Nó là cái này mà. À giời, mẹ sư bố đó. Đây. Được chưa? Thiếu cái thằng này này. Thiếu cái soạc đấy. Enter. Đúng. Tôi mới nhớ. Vẫn không đúng. Để xem lỗi gì. Sao lỗi dở hơi nhỉ? Không. Trên màn hình là cái trên màn hình nó ra là khác, xong rồi thay biến là cái gì ở trên cái không đúng ở đây. này, cái ra màn hình ở trên là con số lô 2.2 chấm Xác thực khi chúng ta muốn đưa dữ liệu lên, nếu như không có thằng này thì nó sẽ báo lỗi giống như thế này 419, còn nếu như có được chưa, đây là toàn bộ thông tin nó đưa lên. Nó đưa lên thì có những cái gì? Thứ nhất là nó request lên đây, được chưa? Đấy, và data nó đưa lên nó sẽ là cái thông tin mà chúng ta cần lấy. Ví dụ các bạn muốn lấy ra thông tin gì thì trong trường hợp này chúng ta có request name
Cái này giống như là ở trong PHP cơ bản là đô la post name. Được chưa? Nhưng trong trường hợp này của chúng ta để ở đây là gì? Cast name, cho thành name đi cho nó giống như bên kia để chúng ta chuẩn chỉ cái phần đấy nhá. Rồi, chạy lại nào. Đấy, thấy chưa? Thì chúng ta lấy. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta dùng với lại cái model của nó. Đây, chúng ta mở thằng này ra. Các bạn nhìn thấy không? Nó có category 2.2 chấm create request all. Request all là cái biến mà chúng ta lấy được trên giao diện này. Đổ vào đây phát là tự động nó insert. Cái chỗ này nó tương tự như câu lệnh insert into TBL category. Tên cột các thứ, thằng này tự nó map vào. Đấy, thằng này nó làm được cái việc này ấy là vì do Laravel nó có cơ chế như thế này. ORM. Đấy. ORM. Cái này là Laravel Eloquent Object Oriented Mapper. Khi mà mình sinh ra mình dùng framework của nó tự động nó sẽ map vào. À, tương ứng với thằng này là gì, thằng kia là gì, nó tự map vào cho các bạn. Hiểu ý tưởng chưa? Thế nên chúng ta không bao giờ phải viết câu lệnh insert nữa. Ừ. Thế nhưng như này xem nó chạy chưa đã. Nhìn này. Tôi làm từng bước một cho các bạn xem. Đây. Enter. Demo. Đấy. Nào. Back end app category not found. Khi chúng ta gọi ở đây. Chúng ta có cái model category đây rồi. Chúng ta chưa dùng. Thì khi đấy chúng ta phải có yêu. Yêu. App model. Và category. Được chưa? Thì khi đấy chúng ta mới gọi thằng này được. Đấy, chúng ta có category này. Viết thường rồi, không là chết ngay. Rồi, quay lại nhá. Enter. Mở cái thành category này ra. Mở dữ liệu của nó ra này. Rồi, bây giờ chạy này. Demo. Submit. Đấy. Đây. Invalid. Time format incorrect. Được chưa? Chúng ta có category update và new. Như thế này là câu lệnh đúng rồi này. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Đấy. Tự động nó sinh ra câu lệnh này. Nhưng ở đây chúng ta đang có incorrect integer và new. À. Integer và new. Thằng này nó lại sinh ra thằng này. Thế thì dở rồi. Không phải. Cái này nó là kiểu in. Còn thằng này mình insert vào nó lại là kiểu. Đây, nó là kiểu in timestamp. Timestamp. Được chưa? Đấy, thằng này này nó không hiểu này. Bây giờ insert vào đây phát chạy cái này đã. Invalid time format. Đây, thằng cái thằng này nó à ở đây đây, sorry, chỗ này nó phải thêm một đoạn nữa. À, value bằng 1. Đây đây. Rồi. Chạy quay lại. Nào. Demo. Submit. Category index not defined. Chúng ta có cái gì đây? Web category, list category. Nó phải là ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra trong database này. Kiểm tra trong database nhá, xem có cái bảng này chưa, có dữ liệu chưa? Có dữ liệu luôn. Thấy không? Khi đó chúng ta chỉ cần mỗi như thế này thôi phát là chúng ta insert được. Được chưa? Chốt lại vấn đề của cái phần này. Đầu tiên là chúng ta phải sinh ra gì? Model. Đấy, chúng ta phải sinh ra model. Tự chúng ta sinh ra cái model đấy. Thứ hai này,
Đây là người ta viết tường minh nhá, chúng ta không cần. Chúng ta chạy bằng kia luôn. Thứ hai là trong cái thành phần thêm mới thì chúng ta phải cho vào đây là token, cái mã. Thứ hai, thứ ba nữa là trong action này của chúng ta phải chỉ ra là nó chạy đến đâu của controller. Đây. Được chưa? Và bên này chúng ta chỉ cần cho vào đây là request, Dora request và category 2.create thì khi đấy chúng ta tự động lấy được toàn bộ trên form lưu vào trong database. Hiểu vấn đề chưa? Tất cả các cái bảng mà các bạn cần các bạn cũng làm kiểu này cho tôi. Từ từ up ảnh nó có chỗ khác, một bài riêng về up ảnh nhá. Ok.